Xin kính chào quý vị đồng nghiệp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Thế Hùng. Hiện tại tôi đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Rất tiếc là chúng ta đã không thể gặp nhau trực tiếp trong hội nghị ngày 29 tháng 1 do bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hùng Đức tổ chức. Như quý vị đồng nghiệp đã biết, thì hội nghị đã phải hoãn do sự xuất hiện trở lại của Covid trong cộng đồng ở một số địa phương. Những gì tôi có thể làm là mang lại cho quý vị đồng nghiệp một bài trình bày online về chẩn đoán các bất thường phát triển vỏ não từ siêu âm cho tới cộng hưởng từ. Vỏ não đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ, sự chú ý, tri giác, nhận thức, ngôn ngữ và ý thức của con người. Các bất thường vỏ não ngày càng chứng minh là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý như là động kinh, chậm phát triển trí tuệ và các rối loạn thần kinh vận động khác. Các bất thường này có thể xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của thời kỳ mang thai. Siêu âm và đặc biệt là cộng hưởng từ là một công cụ hữu hiệu giúp chẩn đoán trước sinh cũng như phân loại các bất thường này. Trước khi đi vào một số bất thường cụ thể, tôi xin phép được trình bày ngắn gọn về phôi thai của quá trình hình thành vỏ não. Quá trình hình thành vỏ não diễn ra theo một lộ trình chính xác thì chỉ làm ba giai đoạn chính. Giai đoạn đầu là tăng sinh các tế bào thần kinh, tiếp theo là giai đoạn di trú của các tế bào thần kinh và cuối cùng là giai đoạn tổ chức vỏ não hay còn gọi là giai đoạn sau di trú. Ở giai đoạn tăng sinh của tế bào thần kinh thì giai đoạn này bắt đầu vào khoảng tuần thứ 5 hoặc tuần thứ 6 của thai kỳ và kết thúc vào khoảng tuần thứ 22 cho đến tuần thứ 25 của thai kỳ. Trong giai đoạn này, các tế bào sẽ biệt hóa và tăng sinh để đạt đến số lượng cần thiết. Các tế bào gốc phôi thai bản năng sẽ biệt hóa thành các tế bào gốc thần kinh đa năng. Các tế bào gốc thần kinh đa năng sẽ biệt hóa tiếp thành các tế bào tiền thân thần kinh và các tế bào tiền thân đệm. Sau đó thì các tế bào tiền thân thần kinh sẽ biệt hóa thành các tế bào thần kinh đa chức năng khác nhau, còn các tế bào tiền thân đệm sẽ biệt hóa thành các tế bào đệm khác nhau như là tế bào ít răng hoặc tế bào hình sao. Giai đoạn di trú của các tế bào thần kinh. Giai đoạn này bắt đầu vào khoảng tuần thứ 5 đến tuần thứ 6 của thai kỳ, tức là ngay sau khi những tế bào thần kinh đầu tiên được hình thành. Giai đoạn di trú mạnh nhất vào khoảng tháng thứ 3 đến tháng thứ 5 của thai kỳ và nó kết thúc vào khoảng tuần thứ 30 cho đến tuần thứ 35 của thai kỳ. Một số nghiên cứu thì cho rằng giai đoạn này kết thúc vào khoảng sau tuần thứ 32. Ở trong giai đoạn này thì các tế bào thần kinh sẽ di trú ra ngoài dọc theo trục của các tế bào thần kinh đệm để đi ra ngoài vào não. Cuối cùng là giai đoạn tổ chức vỏ não hay còn là giai đoạn sau di trú. Các tế bào thần kinh sau khi di trú ra ngoài vỏ não thì sẽ hình thành liên kết giữa chúng với nhau. Các liên kết này ngày càng nhiều và phức tạp. Tiến trình tổ chức vỏ não liên quan mật thiết về quá trình hình thành các dãy cuộn não vào người não. Ở một diễn biến bình thường thì sau 3 quá trình như trên, vỏ não bình thường sẽ được hình thành với 6 lớp tế bào khác nhau như trong sơ đồ. Như quý vị đã thấy ở đây, có 6 lớp tế bào. 6 lớp tế bào nói trên là hình ảnh cấu trúc của vỏ não và không thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, còn một khái niệm về vỏ não khác được gọi là lớp vỏ não tạm thời thì có thể quan sát được trên siêu âm như trên cộng hưởng từ và nó rất có ý nghĩa trong chẩn đoán trước sinh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt di trú của các tế bào thần kinh sẽ tạo nên các lớp vỏ não tạm thời. Các lớp vỏ não này có thể được đánh giá trên siêu âm từ những thời điểm nhất định. Cụ thể là từ khoảng tuần thứ 17 đến tuần thứ 28 với một máy siêu âm đủ tốt, quý vị đồng nghiệp có thể quan sát thấy vỏ não từ trong ra ngoài với các lớp như sau. Ở trong cùng là trung tâm tế bào mầm, sau đó là lớp cảnh não thấp, tiếp theo là lớp trung gian. Lớp trung gian này thì tăng âm hơn lớp ở phía ngoài là lớp dưới vỏ và cuối cùng là vỏ não tăng âm. Tương tự như vậy, trên phim cộng hưởng từ chúng ta cũng có thể quan sát được các lớp tương tự, trong cùng là tế bào mầm, trung tâm tế bào mầm, sau đó lớp dưới màng não thất, tiếp đó là lớp trung gian, sau đó là lớp dưới vỏ và cuối cùng là vỏ não. Lớp dưới vỏ và lớp trung gian là tiền thân của chất trắng của trẻ sơ sinh sau này. Lớp dưới vỏ thì có thể được xác định trên siêu âm khá sớm từ tuần thứ 17 và nó tồn tại thậm chí đến tuần thứ 28. Sau 34 tuần thì hai lớp này không thể phân biệt được nữa về mặt hình học. Các bất thường về lớp vỏ não, ý nghĩa của nó ra sao? Khi mà thấy các bất thường của lớp vỏ não thì nó có thể gợi ý các bất thường đi kèm là ví dụ như trước 28 tuần nếu không thấy các lớp vỏ não có thể gặp trong bệnh cảnh giãn não thất nặng của nhồi máu lan tỏa, bệnh lý đầu nhỏ nhóm não. Còn các tổn thương dạng ổ của các lớp vỏ não tạm thời có thể gặp trong chảy máu, trong bệnh lý có con trống nhu mô, trong bệnh lý nhồi máu và trong các bất thường về di trú. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là khi nào thì có thể xảy ra các bất thường về vỏ não? Tất cả các rối loạn trong quá trình phát triển của các tế bào tham gia vào quá trình hình thành vỏ não đều có thể gây nên các bất thường vỏ não. Các nhóm nguyên nhân được biết đến thường gặp là các nhóm nguyên nhân nhiễm trùng tử cung, các tổn thương nhồi máu chảy máu, các tổn thương đột biến gen, nhiễm sắc thể. Các bất thường hình thành vỏ não là rất đa dạng. Chính vì vậy cần thiết phải có một phân loại để có thể giúp ích cho việc chẩn đoán cũng như phân nhóm các bất thường này. Phân loại của Bakovic có lẽ chính là phân loại phổ biến và đầy đủ nhất. Bakovic là một giáo sư hình ảnh học thần kinh nhi khoa người Mỹ. Phân loại đầu tiên được ông và cộng sự đưa ra vào năm 1996, sau đó tiếp tục cập nhật vào năm 2001, 2005 và mới nhất là vào năm 2012. Các cập nhật này dựa trên các cơ chế cũng như các gen mới được phát hiện liên quan đến bất thường hình thành vỏ não. Phân loại đầy đủ thì khá dài và phức tạp. Tôi xin phép được tóm tắt phân loại của Bakovic bằng bảng sau. Theo bảng này thì chúng ta có thể thấy phân loại của Bakovic cũng dựa chủ yếu trên các cơ chế hình thành của vỏ não ba giai đoạn. Giai đoạn tăng sinh tế bào, giai đoạn di trú tế bào và giai đoạn tổ chức vỏ não là giai đoạn sau di trú. Tất cả các bất thường xảy ra ở mỗi giai đoạn này dù là giảm, tăng hay là bất thường thì đều có thể gây ra các nhóm bệnh lý tương ứng. Sau đây tôi xin phép được đi vào một số bất thường hình thành vỏ não cụ thể. Trường hợp thứ nhất, thai nhi 32 tuần 3 ngày, não thất biên giãn 13 mm. Trong trường hợp này thì bán cầu vỏ giò bị nhiễu ảnh tương đối nhiều và khá khó để có thể đánh giá một cách chính xác. Ở phía đối diện thì vỏ não cảm giác không đều, các dãy cuộn não cũng như các hồi não không quan sát được rõ ràng. Nạp thất hai bên giãn. Trong trường hợp này thai nhi có đường kính ngưỡng đỉnh lớn hơn 99 cách phân vị và nó khác biệt hoàn toàn so với các chỉ số sinh học còn lại. Chính vì vậy bác sĩ quyết định chỉ định chụp cộng hưởng từ để tìm thêm các tổn thương khác nếu có. Trên phim cộng hưởng từ thì các tổn thương có thể quan sát được rõ ràng hơn. Đây là hình ảnh đa hồi não nhỏ, hình ảnh giãn nạp thất và bên đối diện là hình ảnh của dây vỏ não kèm theo là loạn sản dãy sinus. Trên lớp cắt axial thì chúng ta cũng có thể quan sát được các tổn thương như vậy, hình ảnh đa hồi não nhỏ, giãn nạp thất, hình ảnh dây vỏ não. Và chúng ta cũng có thể quan sát được sự bất cân xứng một cách rõ ràng của hai bán cầu, với bán cầu bên trái là bán cầu có ưu thế hơn về kích thước.
quay trở lại ngành siêu âm trước đây và đã có tham chiếu qua cộng hưởng từ các tổn thương này có thể lý giải một cách rõ ràng hơn. Ngành đã hồi não nhỏ, ngành giãn não thất. Đây là ngành dày của não trên siêu âm. Chẩn đoán cuối cùng của các bệnh đó là bệnh lý to nửa não, hemimegalencephaly, thuộc nhóm bất thường tăng sinh của tế bào thần kinh. Trường hợp tiếp theo, thai 27 tuần 2 ngày. Các tổn thương được phát hiện trên siêu âm là các tổn thương dạng nốt, tăng âm, có kích thước khác nhau, bờ đều, ranh giới rõ và tăng âm thì tương đối đồng nhất ở nhiều vị trí vỏ và dưới vỏ. Đâu sẽ là chẩn đoán đúng nhất đối với các hình ảnh trên siêu âm như trên? Tôi nghĩ các quý vị đồng nghiệp đều sẽ lựa chọn đúng đáp án cho mình. Đó là hình ảnh của bệnh lý sơ cụ Bonnevin. Sơ cụ Bonnevin là bệnh lý di truyền, thường biểu hiện bằng sự xuất hiện các cấu trúc dạng u lành tính ở thần kinh trung ương, thận, tim, phổi và da. Nó thuộc nhóm bất thường trong giai đoạn tăng sinh tế bào, không có tính chất đặc tính, là nhóm 1C theo phân loại của Pavlovich. Trên tim của đồng từ, do đồng từ có độ phân giải lớn hơn rất là nhiều nên nó có thể phát hiện được các tổn thương nhỏ hơn và hình ảnh rõ nét hơn rất là nhiều. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi có tổn thương đau cơ vân ở tim thì khả năng có các tổn thương sơ cụ trên não có thể lên tới khoảng 97%. Còn khi có tổn thương cơ vân này là đơn độc ở tim thì cũng có tới khoảng 50% khả năng sẽ có tổn thương ở trên não. Đây chính là một kinh nghiệm để giúp quý vị đồng nghiệp khi làm chẩn đoán trước sinh. Nếu phát hiện ra tổn thương dạng cơ vân ở tim của thai nhi thì dù chưa thấy tổn thương ở não nhưng vẫn nên có phản xạ tư vấn như chỉ định cho bệnh nhân đi chụp cộng hưởng từ não thai nhi trong thời gian phù hợp để không bỏ sót tổn thương trên não nếu có. Ta sang ca tiếp theo. Đây là một trường hợp thai nhi 32 tuần 6 ngày với não chất bên giãn 18 mm. Ở trên siêu âm thì trên mặt phẳng cắt ngang và các hình ảnh tái tạo theo mặt phẳng đứng ngang, ta có thể thấy nhất là tình trạng giãn não thất không cân đối, rãnh sinus thì có vẻ quá nông và không tương xứng với tuổi thai, không quan sát được các rãnh trán trên và rãnh trán dưới. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có vấn đề với vỏ não hay không? Do nhiễu ảnh do xương nên mà xương sọ gây nên luôn luôn tồn tại nên là chúng ta không thể đi xa hơn ở trong chẩn đoán được. Tuy nhiên thì trên siêu âm thì vẫn đặt ra nghi ngờ là chẩn đoán nhãn não và bệnh nhân được chỉ định đi chụp cộng hưởng từ. Trên tim cộng hưởng từ thì ta có thể thấy não có hình như là hình số 8 này, hình số 8 ở trên mặt phẳng cắt ngang và các rãnh của não thì hoàn toàn phát triển không tương ứng với tuổi thai, đặc biệt là rãnh sinus thì rất là phẳng và vỏ não thì rất là dày. Não thất bên hai bên giãn mức độ nhiều và chẩn đoán cuối cùng trong trường hợp này nó là một trường hợp nhãn não tim 1. Không có nhiều tài liệu bàn về chẩn đoán nhãn não ở trên siêu âm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì theo một thống kê năm 2017 chỉ có khoảng 31 bài nói về vấn đề này. Các dấu hiệu chủ yếu để chẩn đoán nhãn não trên siêu âm được gợi ý bao gồm 3 dấu hiệu chính, nhất là không xuất hiện các rãnh cuộn não hồi não tương ứng với tuổi thai, thứ hai là rãnh sinus rất là phẳng và thứ ba là tình trạng giãn trung bình hoặc là giãn nặng não chất biên. Cần lưu ý là việc chẩn đoán nhãn não trước 22 tuần chỉ nên đặt ra khi mà nó có kèm theo các bất thường lớn của hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là trong trường hợp bất phân trên não trước hoặc là trong trường hợp có tật đầu nhỏ. Ở tuần thứ 22 đến 24 thì việc chẩn đoán nhãn não có thể cân nhắc và sau 24 tuần thì có thể chẩn đoán được nhãn não nếu mà các dấu hiệu là rõ ràng. Lý do của các khuyến cáo trên thì nó liên quan đến việc đánh giá các rãnh cuộn não cho tuổi thai. Ở các tuần thai quá sớm, các rãnh cuộn não cũng chưa phát triển được nhiều nên là thực sự không dễ để phân biệt giữa các rãnh cuộn não chưa phát triển về mặt sinh lý với các rãnh cuộn não không phát triển, tức là bệnh lý trong bệnh cảnh nhãn não. Năm 2006 thì có một nghiên cứu của Guy đã chỉ ra sự khác biệt về thời gian xuất hiện các rãnh cuộn não trên siêu âm và trên cộng hưởng từ. Theo đó thì thời gian xuất hiện trên cộng hưởng từ có vẻ luôn luôn chậm hơn so với thời gian xuất hiện của các rãnh cuộn não trên siêu âm, và việc quan sát các rãnh cuộn não qua hình ảnh kể cả trên siêu âm hay trên cộng hưởng từ thì đều luôn chậm hơn so với thời gian xuất hiện thực tế của chúng. Đánh giá sự xuất hiện các rãnh cuộn não như là về thời gian xuất hiện này, hay là về đặc điểm của chúng luôn luôn là dấu hiệu hết sức quan trọng để có thể chẩn đoán các bất thường hình thành vỏ não cũng như trong một số bệnh lý khác có liên quan. Chúng ta sang trường hợp tiếp theo. Đây là một trường hợp thai 35 tuần 4 ngày. Trên siêu âm chúng ta có thể quan sát được gì? Thứ nhất là phía gần đầu giò thì vẫn luôn luôn bị hạn chế đánh giá thôi. Đường dưới phía trước cảm giác bị di lệch, chúng ta không quan sát thấy khoang vách trong suốt. Sừng chẩm não bên hai bên đều giãn mà chúng ta không cân đối. Về tình trạng vỏ não thì phía sau vẫn còn thấy các rãnh cuộn não, mà phía trước thì các rãnh cuộn não không quan sát được rõ ràng. Và bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ thai nhi. Trên phim chụp cộng hưởng từ thì các tổn thương có vẻ quan sát được rõ ràng hơn, nhất là phía trước thì không có các hồi não và rãnh cuộn não tương ứng tuổi thai và vỏ não thì dày bất thường. Phía sau vẫn còn quan sát được các rãnh cuộn não. Trường hợp này thì được chẩn đoán là nhãn não. Điều này nói lên một cái lưu ý là bệnh lý nhãn não không phải luôn luôn chúng ta không phải luôn luôn đặt ở trong trạng thái là không có hồi não, mà có 6 cấp độ khác nhau của nhãn não tùy thuộc vào mức độ xuất hiện của các rãnh cuộn não. Trong trường hợp cụ thể, trong trường hợp này là bất thường vỏ não có độ chênh trước sau, tức là phía trước thì các rãnh cuộn não ít phát triển hơn so với phía sau. Đồng thời ta cũng ghi nhận ở đây có bất thường chất trắng biểu hiện bằng tín hiệu cao trên T2. Sau sinh thì trẻ được chụp các lớp vi tính kiểm tra ngay lập tức và khẳng định có các tổn thương tồn tại như trên phim chụp cộng hưởng từ trước sinh. Như vậy thì cộng hưởng từ có thể giúp ta đi sâu hơn trong việc chẩn đoán nguyên nhân của nhãn não. Nói một cách khác, khi mà thấy độ chênh trước sau của bất thường vỏ não, tôi xin nhắc lại, độ chênh trước sau có nghĩa là các rãnh cuộn não và hồi não ở phía trước kém phát triển hơn so với ở phía sau. Khi thấy độ chênh trước sau này thì chúng ta có thể hướng về đột biến của gen DCX gây nhãn não. Đây là trên trường hợp ví dụ của một bệnh nhân khác. Đây, phía trước kém phát triển hơn so với phía sau, có thể hướng tới là bất thường gen DCX gây nhãn não. Và ngược lại, khi phát hiện độ chênh là sau trước có nghĩa là các cái rãnh cuộn não và hồi não ở phía sau kém phát triển hơn ở phía trước, thì nguyên nhân nhãn não trong trường hợp này thì có thể là do bất thường một cái khác, đó là gen LIS1.
Tiếp theo thì tôi xin được đi sang trình bày một nhóm bệnh lý nhân não khác, đó là nhân não type 2. Về mặt cơ chế bệnh sinh thì bản chất của việc hình thành nhân não type 2 chính là do di trú quá mức của các thần kinh ra ngoài màng mềm tạo nên lớp vỏ não phụ. Nói một cách khác, đó là sự trộn lẫn giữa không có hồi não phẳng và đa hồi não nhỏ. Vì vậy người ta còn gọi nhân não type 2 là nhóm bất thường vỏ não có lớp bề mặt kiểu đá cội giải đường, cholesterol. Nên người có thể nhìn thấy đây vỏ não rất là không đều như là đá giải đường này. Cái từng mảnh rất là ấn tượng, xem một lần cũng khó quên. Nhân não type 2 thì gồm có 3 nhóm bệnh lý chính sau đây. Thứ nhất là hội chứng Warburg. Thứ hai là bệnh lý cơ mắt não của Santaguri. Và nhóm thứ ba là các trường hợp loạn thần cơ bẩm sinh Fukuyama. Về mặt hình ảnh học thì nhóm nhân não type 2 này được đặc trưng về các dấu hiệu về hình ảnh bởi tam chứng cổ điển. Thứ nhất là các bất thường não, bao gồm bất thường vỏ não, tình trạng giãn não thất và các dấu hiệu của hội chứng Dandy Walker, đặc biệt là dấu hiệu thân não hình chữ Z. Thứ hai là các bất thường mắt, bao gồm các dấu hiệu như là bong võng mạc hay là mắt nhỏ. Và cuối cùng là các nhóm triệu chứng loạn thần cơ bẩm sinh biểu hiện bằng giảm trương lực cơ, cũng như là cái này thì phát hiện sau sinh. Ở các trường hợp của nhân não type 2 thì tương đối hiếm gặp trên thực tế. Tôi xin phép được lấy một ví dụ từ bài báo cáo của Lacan. Ở trên siêu âm ta thấy tình trạng của giãn não thất 3, nghi ngờ là có tắc tống sinus ở đây và đặc biệt là thấy ngành của thân não hình chữ Z. Trên cộng hưởng từ thì chúng ta có thể đánh giá thêm được tình trạng của vỏ não, khẳng định có tình trạng giãn não thất 3, thân não hình chữ Z rất là rõ đây và tình trạng bất thường của thủy nhập. Đây là một trường hợp của hội chứng Walker-Warburg. Một ví dụ thứ hai, trong một báo cáo của Millichap, cộng hưởng từ trước sinh cho thấy là tình trạng giãn não thất, các giãn não thất bên và não thất 3 giãn rất là to, thân não hình chữ Z đây. Bất thường của thủy nhập rất là rõ. Vỏ não trong trường này thì có thể thấy là vỏ não hoàn toàn không đều như là hình đá lát đường, cholesterol, bất sản và trong suốt. Sau sinh thì các dấu hiệu trên được thể hiện cũng rất là rõ ràng, như là tình trạng thiểu sản cầu não, tình trạng bong võng mạc, tổn thương mắt và đây là não thất bên hai bên giãn rất là to, bất sản và trong suốt và vỏ não như là đá lát đường này. Trường hợp này là trường hợp của bệnh lý cơ mắt não. Chúng ta sang trường hợp tiếp theo, thai nhi 23 tuần một ngày với tình trạng thành não thất bên tăng lâm không đều với cấu trúc như là nồi trong lòng não thất và bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ. Ở trên phim cộng hưởng từ thì cho thấy các cái tổn thương như sau, thứ nhất là có tình trạng là thiểu sản của tiểu não, hai bán cầu đại não thì phát triển hoàn toàn không đều nhau, có tình trạng khẳng định với các cái cấu trúc của thành não thất dạng lạc chỗ chất xám dưới màng não thất hai bên, đây biểu hiện bằng thành não thất rất là không đều. Lạc chỗ chất xám dưới màng não thất thì có thể đi kèm với rất là nhiều bệnh lý khác nhau, ít nhất là có 15 hội chứng bệnh lý khác nhau cùng với các bất thường khác như là đa hồi não nhỏ, não ung thủy, thiểu sản tiểu não, đầu nhỏ và các bất thường chi. Tuy nhiên không có nhiều báo cáo nói về việc chẩn đoán lạc chỗ chất xám dưới màng não thất bằng phát hiện bằng siêu âm. Tuy nhiên trên siêu âm thì cũng có các dấu hiệu gợi ý chính, như có 3 dấu hiệu là thứ nhất là dấu hiệu thành não thất bên không đều, thứ hai là giải tăng âm quanh não thất và dấu hiệu thứ ba là nốt tăng âm đơn độc hoặc là những nốt quanh não thất và có xu hướng lồi vào trong lòng não thất. Tuy nhiên thì do độ phân giải của siêu âm không cao và cái việc thăm khám thì thất, thăm khám siêu âm thai nhi không phải luôn luôn dễ dàng ở đặc biệt là ở các tuổi thai muộn, cho nên là việc chẩn đoán lạc chỗ chất xám vẫn có thể bị bỏ sót ở trên siêu âm. Chúng ta tiếp tục với các slide tiếp theo. Bệnh nhân thứ nhất, bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân thứ ba và bệnh nhân thứ tư. Các slide khác nhau nhưng mà cùng nhóm bệnh lý đó là đau hồi não nhỏ. Đây, đau hồi não nhỏ đây, các vị trí khác nhau. Như là vị trí phổ biến nhất vẫn là quanh rãnh sinus, chiếm tới tỷ lệ tới 60% các đau hồi não nhỏ ở vị trí này, quanh rãnh sinus. Đau hồi não nhỏ nguyên nhân chính là do các tổn thương mang tính phá hủy, từ đó nó gây rối loạn quá trình tổ chức của não. Chúng ta có thể gặp đau hồi não nhỏ trên bệnh nhân có bất thường mạch máu, đau hồi não nhỏ trên bệnh nhân có CMV, đau hồi não nhỏ ở trên các bệnh nhân có các cái hội chứng của phối hợp như hai bệnh nhân này. Năm 2008 thì có một báo cáo về trường hợp phát hiện đau hồi não nhỏ và siêu âm ở trên nền bệnh nhân có CMV. Đáng chú ý trước đó cũng chỉ có 3 bài báo nói về đau hồi não nhỏ được ghi nhận trên siêu âm, đó là bài báo năm 1993 của Baker, năm 2003 của Malinger và một bài báo năm 2004 của Dan Urban. Khó khăn ở đối với siêu âm khi phát hiện các đau hồi não nhỏ luôn luôn là do xương sọ cản trở việc đánh giá của não trên siêu âm rất là nhiều, đặc biệt là thai lớn cũng như là các khó khăn do tư thế của thai như là độ dày thành bụng của mẹ. Năm 2016 thì có một nghiên cứu của Capu có đưa ra cái gợi ý là với các hình ảnh tăng âm vỏ não trong 3 tháng rưỡi của thai kỳ trước khi có sự hình thành các danh não thư phát thì cần phải chẩn đoán phân biệt với đau hồi não nhỏ. Năm 2012 thì có một báo cáo rất là thú vị của Glenn về cái độ chính xác của cụm từ thai nhi trong chẩn đoán các cái bất thường phát triển vỏ não. Báo cáo này nghiên cứu trên 81 trường hợp có chụp cụm từ thai nhi trước sinh và sau sinh. Bài báo đưa ra các tỷ lệ khá là ấn tượng, ví dụ như là độ nhạy tới 85% và độ đặc hiệu 100% trong việc phát hiện đau hồi não nhỏ, hoặc là độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới 100% cho phát hiện các cái tật khúc não, hoặc là độ nhạy 73% và độ đặc hiệu 92% cho việc phát hiện các cái tổn thương lạc chất xám. Tiêu chung lại thì bài báo đưa ra kết luận là cụm từ thì mang lại chẩn đoán chính xác hơn cũng như là việc phát hiện các cái tổn thương phối hợp là tốt hơn so với siêu âm. Chúng ta sang trường hợp tiếp theo, trường hợp thai 30 tuần. Trên siêu âm ở vị trí này thì thành não thất có vẻ không đều. Không biết chúng ta có thấy thêm cái tổn thương gì khác trên hình siêu âm này không? Và bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ. Trên hình ảnh của cộng hưởng từ, trên các cắt ngang và
đứng dọc thì tổn thương sẽ trở nên rõ ràng hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy một cái đường thông từ thành não thất bên ra khoang cho ra ngoài khoang thính nhện ở đây. Và đây là trường hợp tổn thương não và thể khép kín. Cái tật nứt não thì lần đầu được mô tả cách đây 70 năm, từ năm 1941 cũng tròn 70 năm. Nó có thể xảy ra ở một hoặc là ở hai bên cơ thể não. Vị trí phổ biến nhất là ở vùng quanh rãnh sinus. Nứt não được định nghĩa là sự xuất hiện của khe hở đi từ thành não thất bên cho tới khoang thính nhện. Thành của khe hở này luôn luôn được lót bởi chất xám. Khi mà hai thành của khe hở tiếp xúc với nhau như trường hợp vừa rồi thì được gọi là khe đóng. Còn khi hai thành của khe hở này tách biệt với nhau như trường hợp này thì được gọi là khe hở. Tật nứt não thì thường kèm theo các bất thường khác. 50-90% các trường hợp nứt não thì sẽ có bất sản có các trường xuất kèm theo hoặc là các bất thường thể chai. Trong việc chẩn đoán tật nứt não thì cần phải lưu ý với các cái trường hợp các cái hình ảnh thăng chạy từ sừng chán não thất bên ra bên ngoại vi có thể nhầm với một cái trường hợp nứt não khe kín. Tuy nhiên thực tế đây chỉ là các cái hình ảnh của các cái tĩnh mạch dọc bên đuôi, một cái cấu trúc giải phẫu bình thường. Chẩn đoán nứt não ở trên siêu âm theo các báo cáo chuyên văn thì thường được chẩn đoán là sau 28 tuần và không có báo cáo nào nói về việc là phát hiện tật nứt não trước 20 tuần. Chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chuẩn này để phân biệt với cái tật không phân chia của não trước, vì là không phân chia của não trước thì thường xuất hiện khá sớm, có thể phát hiện khá sớm. Hạn chế của siêu âm trong việc phát hiện nứt não luôn luôn là nhiễu ảnh ở gần đầu giò và cái độ phân giải thấp của siêu âm. Với cổng hồi từ thì nó cho phép chẩn đoán nứt não được dễ dàng hơn, cổng hồi từ mang lại cái giá trị chẩn đoán xác định tương đối cao. Và hơn nữa là nó còn giúp ích cho việc chẩn đoán các bất thường đi kèm, ví dụ như là loạn sản bách thị giác. Tại sao lại có vấn đề của loạn sản bách thị giác ở đây? Vì là trong một số báo cáo trong y văn thì với các giả thuyết là cái tật nứt não có thể là hậu quả của các cái tổn thương mạch máu nặng nề từ tuần thứ 7, thì với các cái tổn thương mạch máu này thì ngoài việc gây ra nứt não thì nó cũng có thể gây ra các cái bệnh lý khác, ở đây cụ thể ở đây là loạn sản bách thị giác. Chúng ta đã đi đến những slide cuối cùng rồi, tôi xin rút ra một số kết luận trong bài trình bày của mình. Thứ nhất là việc chụp cổng từ thai nhi thì có độ nhạy cao hơn siêu âm 2D cũng như là 3D trong chẩn đoán các bất thường của vỏ não. Thứ hai là các thông tin phát hiện thêm của cổng từ so với siêu âm có thể có vai trò trong việc thay đổi để tư vấn cũng như là quản lý thai kỳ trong khoảng 22% các trường hợp. Thứ ba là thực tế lâm sàng thì luôn luôn cần siêu âm song hành với cổng từ để có thể mang lại độ chính xác cao nhất trong chẩn đoán cũng như là để hạn chế tối đa các sai sót. Bài trình bày của tôi xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp.